Xin kính chào các bác đang theo dõi kênh Chuột Lang, và hôm nay đồng chí Thao sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bác làm theo một cái mô hình làm lồng chuột bằng sàn. Và đây là cái thông tin để các bạn tư vấn kỹ thuật cũng như là mua con giống. Sau đây là mình sẽ sang mình giới thiệu. Sáng hôm nay là hai anh em đã mất cả buổi sáng để ra một cái sản phẩm như thế này. Đấy, các bác thân mến, là đây là mình tận dụng cái khung sắt của cái chuồng lợn lái đẻ ngày xưa. Bây giờ lợn nó cũng không còn hiệu quả nữa thì mình sẽ, đây là cái phần sàn. Cái sàn này là ngày xưa là để dùng để úm lợn con và để nuôi lợn nái. Thì cái phần đáy này mình sẽ làm ghép 4 tấm vào các bạn nhé. 4 tấm vào. Đấy. Đấy, 4 tấm vào. Thì nữa là dây buộc, dây cái dây đen buộc cố định không bồng lên nhá. Thì thứ hai là ở phần sườn thì mình tận dụng cái lồng chim, những cái lồng chim mình lấy 6 tấm ra mình ghép nó vào các bạn nhá. Thế còn phần đỉnh này thì mình tận dụng một cái rát giường, tận dụng cái rát giường các bạn ạ, cái rát giường cũ. Nếu các bạn ra chỗ sắt vụn các bạn mua thì cũng chỉ đáng 30 thôi, 35 thôi. Đấy, thì đây là những cái tận dụng hoàn toàn 100% các bạn nhé. Từ những cái sắt như này, đấy, không có gì cả. Thì dây thép buộc. Thì đây là cái cách mà mình thiết kế để các bạn mở đi, đồng mở đi. Đấy, là đây là để cái cửa để mình bắt chuột và mình cho ăn cỏ. Đấy, bên trong này thì mình đã thả hai chú chuột. Đấy các bạn nhé, hai chú chuột. Đấy, để mình cũng vào giống và bắt đầu chỗ này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 2 mét vuông, chiều cao của nó thì các bạn thấy là nó khoảng 40 cm tính từ sàn lên mái, thì thường là tầm như thế. Đấy, có thể lên xuống 10-20 phân các bạn nhé. Thì ở đây thì giới thiệu với các bạn là các bạn cần cái giống này thì các bạn nuôi thì nó ăn cỏ và ăn ngô bột, còn có những kỹ thuật khác thì các bạn gọi cho bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn thêm. Đấy, và trong đó là đây là mình tận dụng những cái đồ đang gia đình đang tạm thời chưa dùng đến. Đấy, thì một cái lồng này thì các bạn có thể nuôi được 50 con chuột lái. Đấy, 50 con, và các bạn thấy là cũng khá là công phu suốt buổi sáng. Giờ mình dùng cái dây này là cái dây bằng cái điện thoại, dây điện thoại, và nó không bị gì. Đấy, mình ghim nó vào buộc cả. Đấy, bản thân cái sàn này thì nó cũng rất là chắc. Đấy, những cái sắt này thì là chống mèo, chống chó, chống rắn. Đấy, nếu các bạn công phu thì các bạn đưa một cái lượt lưới xanh nữa ngoài thì quá tuyệt vời, nhưng mà mình nghĩ là như này chỉ có rắn nhỏ mới vào được thôi. Rắn nhỏ vào thì chuột to nó có thể là nó lại tấn công lại. Rắn nhỏ bằng ngón tay út này thì mới vào được thôi, nhưng còn rắn bằng ngón chân cái là chưa chắc đã vào được. Đấy, hoặc là mình cũng phải là làm kín hơn về cái mắt này, có thể các bạn tính đến cái phương án là chúng ta kê ra và chúng ta vừa nuôi chúng ta vừa gia cố thêm. Chúng ta có thể tận dụng những cái lưới nhỏ, mắt nhỏ hơn. Thì về sơ bản là như thế này. Khánh thành xong thì mình cũng phấn khích, mình chia sẻ cho các bạn để các bạn làm theo. Đây là cái phần cửa này thì các bạn dùng cái này là chỉ có lật lên thôi. Lật lên. Mà lật đây để các bạn cho ăn. Các bạn bắt chuột con. Đấy. Để bán. Đấy. Các bạn thấy là rất là ok luôn. Đấy. 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 Buộc xuống đáy là buộc bằng cái dây đen. Đấy. Mọi chi tiết thì các bạn liên hệ là 033 53 05 982 để được tư vấn kỹ thuật và được mua con giống. Và mình luôn luôn là tận dụng những cái gì cực kỳ là vốn có, cực kỳ là sẵn có ở nông thôn. Từ thứ ai em đừng buộc vội, bây giờ em phải buộc lấy cái dây đen buộc 4 cái tấm đáy này cho nó cố định vào cái sàn đáy đi, nhỡ là mình ấy là rồi. Một phần là để cho nó mình khiêng đi. Hả? Buộc hết rồi. Thế ban nãy anh nhấc được cái gì đây này mà? Anh nhấc được bên này thôi, đây
Ờ thì đấy. Thôi được rồi, cũng chả cần thiết, nó dẫm lên trên sàn. Đấy. Nếu không thì giới thiệu với các bác là vừa khánh thành một chuồng chuột nhá anh các bác nhá. Đấy. Đây, có sản phẩm luôn bên trong này. Đây là tận dụng cái sàn nuôi lợn con này. Bây giờ lợn không lên ngôi nữa. Bây giờ em chuyển sang nuôi chuột các bác ạ. Các bác bây giờ các bác đừng gọi là thao chim quấy nữa, các bạn là gọi là thao chuột cũng được. Đấy. Bây giờ tận dụng cái này là cái dàn cái giáp giường này. Đấy, cái này là cái khung của cái chuồng lợn lái cũ này. Thì cái này là cái cây sào chim bậu này, cái này là cái chuồng chim cũ này. Đây là cái tải ăn cắm cò hết rồi. Dây thép thì tận dụng dây buộc bằng cái dây điện thoại ngày xưa đi lắp mạng các bạn nhá. Nói chung là em chả mất đồng nào từ sáng giờ, hai anh em loay hoay nào mà em lại làm xong cái chuột các bạn. Các bác mua thì các bác cứ liên hệ cho em thì em chuyên cốc giống như các bác này, chuột nhà em to lắm này. Đấy, chuột to. Bạn nhìn thấy chưa? Một đôi rúc rích đẹp lắm. Một cái sàn này các bạn sẽ nuôi được khoảng 50 con nhé. 50 con. Đấy. Em zoom lại các bạn nhìn thấy là tổng thể cái lồng này là nó rơi vào tầm một chiều, nó khoảng tầm 2 mét rưỡi, một chiều 1 mét là vậy 2 mét rưỡi mặt sàn. Đấy, tổng thể là tận dụng cái giát giường mấy cái đồ dây buộc các thứ lằng nhằng thôi, nhưng mà các bạn một ngày các bạn tranh thủ khoảng tiếng đồng hồ là các bạn ném cỏ vào đây. Là nó ăn. Ăn nó đã tự đẻ tự phối nhau rồi, mùa đông thì nó chạy sang góc bên này, mùa hè chạy sang góc bên này. Đấy. Em mong là các bác để bây giờ em bắt đầu chuẩn bị khênh xuống cho xuống khu vực nuôi. Đấy. Đấy là thông tin của em đây, kênh của em là kênh chim cu gáy, bây giờ em bán cả con chuột các bác nhé. Em bán cả con chuột, đấy, các bác gọi thao cu gáy hoặc thao chuột cũng không sao cả. Em chuyên là bán cái chuột này là dùng để thí nghiệm, dùng làm cảnh, dùng để thịt, dùng để bán giống cho mọi người. Cả cái cây chanh tứ quý nhận thế các bạn nhé. Đấy, ok. Số điện thoại của em đây, kênh của em đây. Các bạn vào YouTube, Facebook là gõ cụm từ chim cu gáy hay. Ngay cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của em là 033 5305 982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Cái lồng chuột cho xuống trang trại dưới các bạn nhé, chim riêng chuột riêng. Đây đấy. Các bạn đây là một cái mô hình nhá, đây là cỏ này, đây là cái chuồng lợn mình tận dụng này. Đấy, mình khênh cái chuồng xuống đây rồi các bạn nhé. Các bạn làm đúng cái chuồng như thế này cho mình theo tiêu chuẩn như này nhá, dài 2,5 m, rộng 1 m đấy, và ăn những cái cỏ như này. Ở quê mình thì những cỏ này nó rất là nhiều, nó gọi là những cái cỏ dê, cỏ ré, cỏ chanh, cỏ đấy. Thì đây đấy, ông này ông giúp ở đây là ông lú giống này, nó chỉ thích thế này thôi. Các bạn vứt một vài cái ống là nó tự nó đấy, hiểu không đấy. Đấy. Mọi chi tiết các bạn cần làm lồng, cần mua chuột giống, cần kỹ thuật nuôi chuột lang này. Đầu ra rất tốt, thương phẩm thịt rồi để giống cho nhau rồi bán cho mấy bác sĩ làm thí nghiệm đấy, rồi chuột cảnh.